Sau một đêm điều trị tại bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh, 11 cháu bé đều đã ổn định sức khỏe. Đây là những nạn nhân ngộ độc mức độ nặng được chuyển từ bệnh viện quận Tân Phú lên tuyến trên. Cả hai anh em cậu bé 5 tuổi này đều phải đi cấp cứu. Thằng anh thì ăn bánh, còn thằng em thì ăn trứng cút, nói liên tục luôn. Xong rồi em thấy lạ quá thì em cho đi lên bệnh viện Nhi đồng. Thì em đang lên trên bệnh viện Nhi đồng khám á, thì ở nhà lại gọi điện là thằng anh ở nhà cũng bị ói. Còn cháu thấy ói xong đi cầu rồi đau bụng, kêu đau bụng. Thì cứ tưởng nó đau như bình thường, mua thuốc nó uống nó ói ra hết. Và không chịu được thì kêu đi vệ sinh coi như đi nước luôn. Trong năm 2018, đây là lần đầu tiên bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận ca ngộ độc mang tính chất hàng loạt như vậy. Mấy em mà được chuyển từ bệnh viện Tân Phú vào nằm ở trong tình trạng ói mửa rất là nhiều, có tiêu chảy nhiều và có trụy mạch, có sốc. Thì đứng trước cái trường hợp như thế này thì tụi tôi nghĩ nhiều nhất là một cái bệnh lý là tiêu chảy cấp, rối loạn tiêu hóa mà có mất nước nặng. Hầu hết các nghi vấn đều tập trung vào 300 ổ bánh mì được phát ra ngày hôm qua. Trong sáng nay, Ban Quản lý An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành kiểm tra cơ sở cung cấp bánh mì Đồng Tiến, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, bánh mì được làm từ 16 giờ chiều ngày 27 tháng 10, sau đó đưa vào nhà thờ lúc 7 giờ sáng hôm sau. Khoảng 12 giờ các bé bị nôn ói. Thời điểm kiểm tra, cơ sở này vừa hết hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Dù đã làm thủ tục gia hạn, nhưng thẩm định chưa đạt, các điều kiện vệ sinh mặt bằng nhà xưởng, bố trí vẫn chưa khắc phục theo yêu cầu. Chúng tôi cũng cho chỉ đạo là yêu cầu kiểm tra cái cơ sở cung cấp cái nguồn chà bông gà cho cái cơ sở Đồng Tiến trong sáng hôm nay. Cái mẫu thực phẩm mà đã ăn ngày hôm qua thì ở phòng y tế của Tân Phú cũng đã lấy cái mẫu kiểm nghiệm, mà chúng tôi cũng đang chờ kết quả của cơ sở kiểm nghiệm. Tính đến chiều ngày 29 tháng 10, số ca nhập bệnh viện Tân Phú là 55 ca, trong đó có 11 ca đã chuyển đến bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh.